Dạ thưa cô, các anh chị và các bạn, em tên là Phương Thi. Sau đây em xin đại diện tổ 4 chuyên khoa 1 trình bày về cái chuyên đề bệnh thalassemia. Thì nội dung trình bày của nhóm em sẽ gồm các mục sau là phần định nghĩa, dịch tễ học, sinh lý bệnh, phân loại, lâm sàng, cận lâm sàng và chẩn đoán. Về định nghĩa thì bệnh thalassemia được định nghĩa là một nhóm bệnh lý do khiếm khuyết di truyền trong sự tổng hợp chuỗi globin làm cho hemoglobin không bình thường, hồng cầu bị vỡ sớm gây thiếu máu. Bệnh được gọi tên theo cái chuỗi globin bị khiếm khuyết. Nếu như mà tổng hợp thiếu hay không tổng hợp được chuỗi alpha sẽ gây ra bệnh alpha thalassemia. Và nếu như tổng hợp bị hạn chế hay ngưng hẳn cái chuỗi beta sẽ gây bệnh beta thalassemia. Về dịch tễ học thì theo WHO 2016 thì khoảng 5% dân số thế giới có ít nhất là một allele biến thể bệnh của thalassemia, và 1/7 dân số thế giới có đặc điểm lâm sàng của bệnh, và thường là cái alpha thalassemia sẽ phổ biến ở một nhóm dân cư gốc Đông Nam Á, trong khi beta thì thường phổ biến hơn ở Địa Trung Hải, Châu Phi và Nam Á. Về tỷ lệ tử vong thì ghi nhận năm 1990 là ghi nhận 36.000 ca tử vong do bệnh. 2013 thì cái số lượng có giảm xuống là còn 25.000 ca. Theo cái bảng phân bố này thì mình cũng thấy là cái về alpha thalassemia thì thường gặp nhiều ở Đông Nam Á, còn beta thalassemia thì sẽ gặp nhiều ở Địa Trung Hải, Nam Phi. Về sinh lý bệnh thì nhắc lại về cái phần hồng cầu thì hồng cầu là chiếm hơn 99% trong các thành phần hữu hình của máu. Thì hồng cầu là những tế bào có hình đĩa hai mặt lõm, có cái đường kính từ 7 đến 8 mm, về dày phần ngoại vi từ 2 đến 2,5 mm, phần trung tâm là 1 mm, thể tích trung bình là 90 đến 95 mm khối. Thì trong trong hồng cầu có chứa cái hemoglobin có trọng lượng phân tử là 64.000 dalton, được hình thành từ các protein là các globin và sắc tố hem. Thì hemoglobin sẽ gồm có globin. Globin thì sẽ gồm 4 chuỗi polypeptide kết hợp với nhau thành hai cặp globin giống nhau và 4 hem. Mỗi hem sẽ gồm có sắt và cái vòng protoporphyrin. Thì đây là cái hình minh họa về cái hình về cái hemoglobin. Thì bên đây sẽ gồm 4 chuỗi globin. Thì mỗi và cái bên đây là cái vòng của cái vòng của protoporphyrin và chính giữa sẽ là sắt. Về cái gen globin và sự tổng hợp chuỗi globin thì cấu trúc chính của các chuỗi globin được mã hóa bởi các gen nằm trên DNA. Nhiễm sắc thể số 16 là nhóm chứa gen của chuỗi alpha, và nhiễm sắc thể chứa 11 là có chứa gen của chuỗi beta, ngoài ra là vẫn chứa gen của chuỗi epsilon, gamma và delta. Và một số các nucleotide có vai trò sẽ giúp điều hòa nằm trên cái gen cấu trúc đó, để giúp quyết định là cái gen nào có hoạt động hay không. Và khi hemoglobin phải có cấu trúc đúng và phải được sắp xếp sao mà cho các chuỗi alpha bắt cặp đúng với cái chuỗi beta. Nếu không mà có sẽ nếu mà có gây sự khiếm khuyết một hoặc là toàn phần sẽ gây nên cái bệnh. Thì sau đây là cái hình để diễn tả lại cái slide hồi nãy, là trong đây có hai cái nhiễm sắc thể, là bên trái là nhiễm sắc thể số 16 và bên phải là nhiễm sắc thể số 11. Thì trên nhiễm sắc thể số 16 có rất là cái nhiều cái allele khác, gen khác nhau, nhưng mà chỉ có cái gen là gen của zeta, là zeta đầu, và hai cái gen của cái alpha 1, alpha 2 và alpha 1 là hoạt động, còn 4 cái còn lại là không có hoạt động. Còn bên cái chuỗi của nhiễm sắc thể số 11 thì mình sẽ có cái chuỗi epsilon, gamma, delta và beta là sẽ hoạt động. Và nếu mà theo cái trình tự như vậy kết hợp thì mình sẽ có hình thành nên những cái hemoglobin khác nhau theo từng cái giai đoạn thời kỳ. Ví dụ như là nếu mà trong giai đoạn mà phôi
thì sẽ có ba cái loại hemoglobin là hemoglobin GO1, bọc đen và GO2. Và trong giai đoạn thai sẽ là chủ chiếm ưu thế sẽ là HbF, và giai đoạn người lớn là sẽ là HbA và HbA2. Và lý do vì sao lại mỗi cái thời kỳ mà cái hemoglobin này chiếm ưu thế hơn thì ở hình sau thì sẽ có giải thích thêm ạ. Thì đây là nói kỹ hơn là trong phôi trong 3 tháng đầu thai kỳ thì là chủ yếu là Hb GO1, GO2 và bọc len. 6 tháng sau thai kỳ của thai là HbF chiếm ưu thế với alpha 2 và gamma 2. Và ở người trưởng thành thì sẽ có 3 loại, thì trong đó HbA, alpha 2, beta 2 sẽ chiếm tỷ lệ phần trăm nhiều nhất là 96%. Tiếp theo là HbA2 với alpha 2 và delta 2 từ 2,5 đến 3%. Và HbF sẽ chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 1%. Thì trong cái hình này thì mình sẽ thấy là trong những cái tuần đầu tiên, khoảng trước 8 tuần đầu thì sẽ xuất hiện của epsilon và cái hằng zeta. Do đó là cái xuất hiện trước, sau đó thì alpha. Do đó là mình sẽ xuất hiện những cái Hb GO1 và Hb GO2 cũng như là bọc len. Sau đó đến giai đoạn thai thì cái gamma bắt đầu tăng lên. Gamma bắt đầu tăng lên và alpha, do đó là alpha với gamma sẽ chiếm ưu thế trong cái giai đoạn này. Vì vậy cái HbF sẽ chiếm ưu thế trong cái giai đoạn trước sinh. Và sau đó thì cái alpha nó vẫn tỷ lệ nó vẫn như vậy, nhưng mà gamma thì bắt đầu giảm xuống và cái beta thì tăng lên. Do đó là ở người lớn thì HbA sẽ chiếm tỷ lệ nhiều hơn là vừa kết hợp với alpha 2 và beta 2. Trong khi đó cái hằng delta thì phát triển xuất hiện lâu hơn và nó cứ không có tăng ít. Do đó cũng phải có một cái tỷ lệ nhỏ của HbA2 là giữa alpha 2 và delta 2. Về tiếp tục về sinh lý bệnh của bệnh thalassemia thì bình thường thì các chuỗi kết hợp với nhau là dựa vào cái lực hút tĩnh điện. Alpha là nằm trên cái nhiễm sắc thể số 16 là có cái điện tích dương, trong khi các chuỗi beta, delta và gamma nằm trên nhiễm sắc thể số 11 có điện tích âm. Nhưng mà beta thì cái điện tích sẽ mạnh hơn cái delta và gamma. Thì do đó vì vậy thì trong cái bệnh thalassemia, nếu như mà chuỗi beta giảm đi thì alpha sẽ tăng kết nối với những cái hằng còn lại, đó là hằng delta và gamma. Vì vậy cái tỷ lệ của HbA1 sẽ bị giảm xuống, trong khi đó HbF và HbA2 sẽ tăng lên lại. Nhưng mà trong cái bệnh alpha thalassemia thì khi chuỗi alpha giảm xuống thì alpha sẽ giảm kết nối với những beta, gamma và delta, và những cái hằng này nó sẽ tự kết nối lại với nhau. Nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng như Hb bạc hoặc HbH với 4 cái beta và 4 cái gamma. Do đó những cái tỷ lệ HbA1, HbF và HbA2 đều sẽ giảm xuống. Về phân loại thì thật ra thì có rất nhiều cái thể thalassemia, tại vì mình có mấy cái alpha, nếu mà thiếu alpha thì là alpha thalassemia, thiếu beta thì là beta thalassemia. Hoặc là nếu mình cũng có thể là thiếu cả hay là giảm hoặc là cả hai cái loại luôn, đó là delta và beta. Hoặc là thalassemia vẫn có thể kết hợp với lại bệnh của hemoglobin luôn. Nhưng mà trong bài này thì nhóm tụi em xin nói chủ yếu là hai cái thể mà hay gặp nhất là alpha và beta thalassemia. Về alpha thalassemia thì là đột biến gen xảy ra là do mất đoạn hẳn một hay nhiều gen alpha trong quá trình giao chéo lúc phân bào. Tại vì alpha thì sẽ có gồm trên một cái nhiễm sắc thể số 16, nãy như mình nhìn hình là sẽ có hai cái gen. Do đó là nếu như mà tổng cộng là sẽ có 4 cái gen. Do đó người bình thường là sẽ có alpha alpha sẹt alpha alpha. Và trong cái alpha này sẽ có 4 cái loại là thứ nhất là nhẹ nhất là mất một gen là
mức gen bệnh thôi, thì là người lành mang bệnh. Thì tình trạng những cái người mà có tình trạng như vậy là thường là bình thường, cả xét nghiệm công thức máu cũng có sức công thức máu bình thường luôn. Và cái thứ hai là mất hai gen. Thì đây là thể treo, là thể nhẹ. Thì bệnh nhân có thể là có cái thiếu máu hồng cầu nhỏ, nhược sắt, tiện di có thể có tình trạng của HP bạc. Và mất ba gen bệnh thì sẽ xuất hiện cái gọi là cái bệnh HPH, là bốn cái beta 4 phải truyền máu, và tình trạng có bệnh nhân có lách to, điện di sẽ xuất hiện HPH. Và cái cuối cùng là nặng nhất là mất hẳn 4 gen alpha sẽ gây nên tình trạng HP bạc, gamma 4, trẻ chết từ trong cái bụng mẹ hoặc sau khi sinh, người ta còn gọi là cái phù thai nhi. Dạ, đây là cái hình ảnh của một em bé bị alpha thalassemia và có tình trạng phụ thai nhi, là cái kết quả của việc mà mất hẳn bốn đoạn của mất hẳn bốn cái gen của alpha luôn. Về beta thalassemia thì bệnh thường là do tổn thương đột biến gen gây thay đổi tín hiệu giải mã một hay là cả hai gen, làm giảm không tổng hợp lên chuỗi beta. Thì beta thalassemia thì có 3 loại là thể nặng, thể trung bình và thể nhẹ. Thể nặng thì trong đó ký hiệu thì beta, tức là chuỗi tổng hợp globin bình thường. Beta cộng tức là mình sẽ giảm tổng hợp số lượng chuỗi beta, còn gen beta zero là không thể tổng hợp được. Thì trong thể nặng là mình sẽ có là beta zero hoặc là beta zero, beta cộng. Thể trung gian là beta cộng và thể nhẹ là có một sự hiện diện của cái một cái chuỗi globin bình thường. Dạ, về phần lâm sàng thì thalassemia sẽ thể hiện và nó sẽ gây ra nhiều cái biểu hiện lâm sàng khác nhau và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác nhau. Thì cái đầu tiên của cái biểu hiện của bệnh thalassemia là thiếu máu. Thì tụi em chia ra làm là ba cái mức độ thiếu máu: thiếu máu nghiêm trọng, thiếu máu vừa và thiếu máu nhẹ. Thiếu máu nghiêm trọng là thường là sẽ xảy ra ở bệnh nhân mà có thalassemia thể nặng hoặc là phụ thuộc vào truyền máu. Thể nặng, thể nghiêm trọng thì thường là cái hemoglobin sẽ giảm rõ rệt. Và nếu như những người mà không được điều trị thì hemoglobin có thể thấp từ 3 đến 4 gram trên delit, và thường là sẽ có hình dạng của hồng cầu nhỏ nhược sắt, hình dạng tế bào hồng cầu thay đổi và tăng số lượng của hồng cầu. Trong thiếu máu vừa thì là hay gặp ở thalassemia thể trung gian, thì nồng độ từ 8 đến hemoglobin từ 8 đến 11. Và cái tình trạng là thiếu máu nhẹ là thường gặp ở thalassemia thể nhẹ. Thiếu máu nhẹ với cái hồng cầu nhỏ nhược sắt hoặc là chỉ là giảm đơn thuần cái kích thước của hồng cầu và mức hemoglobin sẽ lớn hơn 10. Biểu hiện lâm sàng thứ hai của thalassemia là tình trạng vàng da và sỏi sắc tố, sỏi mật, bilirubin và viêm đường mật có thể là đặc điểm nổi bật của bệnh thiếu máu tán huyết mãn tính, đặc biệt là ở trẻ em và những người lớn mắc thalassemia thể nặng. Thay đổi bộ xương thì như mọi người cũng biết thì thalassemia có cái đặc trưng của cái biến dạng khuôn mặt là sống mũi tẹt, trán rộng, hai mắt xa nhau, hàm trên hô. Ngoài ra thì sẽ có tình trạng giảm xương hoặc là loãng xương, thường gặp là do cái khoang tủy xương bị mở rộng. Và ở bệnh thalassemia thể nặng thì tần suất xuất hiện loãng xương được báo cáo là 45%. Các yếu tố dự báo gãy xương là thường gặp ở giới tuổi nam, lớn tuổi, có kèm theo bệnh nội tiết khác như là suy giáp, dậy thì muộn, các bệnh đi kèm như là tiểu đường, bệnh tim, viêm gan. Các yếu tố góp phần khác bao gồm sự biến đổi gen, thiếu hụt vitamin D, canxi. Thì đây là hình dạng đặc điểm đặc trưng của bệnh nhân beta thalassemia với cái khuôn mặt là mình thấy sẽ chán, nhô lên,
hai mắt xa nhau, mũi tẹt và cái hàm nhô. Và đây là hình dạng cái scan xương, là cái phần xương, cái khoang tuyển sẽ bị mở rộng ra. Đây là hình ảnh cái chụp x-quang của cái bàn tay của một em bé 7 tuổi, cho thấy là cái phần vỏ xương mỏng từ cái việc mà bị nới rộng cái khoang tủy xương ra. Đây là hình ảnh của bệnh nhân beta thalassemia mà thể nặng, với cái hàm răng bị đẩy xa ra nhau bởi vì là sự nới rộng của hàm trên và hàm dưới. Và đây là hình ảnh của bệnh nhân mà beta thalassemia thể trung gian trước và sau khi phẫu thuật. Tiếp theo là tình trạng quá tải sắt ở bệnh nhân, thì thường gặp trong các hội chứng thalassemia thể nặng hoặc là thể trung gian, là nguyên nhân của nhiều biến chứng khác xảy ra trong các rối loạn. Tình trạng thô sắt có thể là sự kết hợp của sự quá trình tạo hồng cầu không hiệu quả, thúc đẩy tăng hấp thu sắt ở ruột. Dự trữ sắt dư thừa sẽ có thể gây độc cho nhiều cơ quan, đặc biệt là gan, tim và các cơ quan nội tiết, dẫn đến là sẽ rối loạn chức năng các cơ quan. Bệnh nhân sẽ bị chậm phát triển thể chất và trí tuệ. Gan lít to. Gan lít to là bởi vì là do cái tình trạng tan máu mãn tính, và thứ hai là tình trạng mà tạo máu ngoài tủy, nên làm cho tình trạng gan và lách to hơn. Lách to thường gặp ở những cái bệnh nhân thể nặng và hiếm gặp ở cái thể trung gian. Ở thể nhẹ thì không sờ thấy lách, nhưng mà nếu mà mình làm siêu âm có thể thấy kích thước lách to bất thường. Và tăng kích thước lách như vậy có thể làm cho bệnh nhân có cảm giác no sớm. Đây là hình ảnh của em bé bệnh thalassemia với tình trạng là gan lách to. Về phần nội tiết chuyển hóa thì thalassemia sẽ gây ra nên suy sinh dục, suy giáp, tình trạng đề kháng insulin, bệnh tiểu đường. Suy sinh dục là do sự lắng động sắt ở tuyến yên. Và sẽ làm cho các bé trai và em gái sẽ bị chậm phát triển. Nếu như đối với bé gái thì kinh nguyệt thường sẽ bị trì hoãn, hoặc là sự phát triển vú bị giảm đi và thường xuyên sẽ có tình trạng thiểu kinh hoặc là vô kinh. Trong khi đó các bé trai thường không phát triển hoặc là không có, hoặc là rất là thưa thớt lông trên cơ thể và sẽ có xu hướng giảm ham muốn tình dục. Ngay cả khi mà việc sản xuất tinh trùng của bé thì vẫn xảy ra. Suy giáp do sự lắng động sắt trong tuyến giáp hoặc tuyến yên. Ngoài ra thì có tình trạng đề kháng insulin và bệnh tiểu đường do sự lắng động sắt trong tế bào tiểu đảo tụy, và sẽ làm cho cái chuyển hóa của carbohydrate bất thường, không dung nạp gluco và bệnh tiểu đường. Ngoài ra thì bệnh vẫn có thể gây nên tình trạng tăng trao đổi chất và dẫn đến thiếu hụt folate, kẽm và vitamin E. Suy tim và rối loạn nhịp tim là biến chứng cũng thường gặp ở những cái bệnh nhân thalassemia thể nặng và có thể gặp ở thể trung gian. Có thể gặp bệnh cũng có thể gây ra những cái bất thường phổi và tăng áp động mạch phổi, gây nên tình trạng huyết khối, bởi vì bệnh là được coi là cái trạng thái có trạng thái tăng đông máu. Và cuối cùng là cái tình trạng loét chân. Loét chân là hiện diện thường xảy ra ở những người mắc bệnh mà không phụ thuộc vào người đó có truyền máu hay không, thường gặp ở những người mà có yếu tố nguy cơ như là tuổi tác, quá tải sắt hoặc là giảm oxy mô. Về phần cận lâm sàng của bệnh thalassemia thì có huyết đồ vết máu ngoại biên. Huyết đồ thì cái sẽ có là hình là tình trạng của thiếu máu, hồng cầu nhỏ nhược sắt, do đó là hemoglobin giảm, MCV, MCH giảm, cái rồi đến với diu tăng, số lượng tiểu cầu giảm nếu mà có tình trạng cường lách. Khi vết máu ngoại biên sẽ có hình ảnh của hình hồng cầu nhỏ nhược sắt và các hình dạng không có đều, có hồng cầu nhân, có hồng cầu hình bia và có thể hen trong hồng cầu. Sức bền hồng cầu tăng, chức năng đông máu bình thường trừ khi có suy gan.
ferritin tăng, bilirubin tăng, haptoglobin giảm, điện di hemoglobin HBA giảm hoặc là không có HBA, tỷ lệ dưới 96%, HBA2 tăng, HBF tăng. Và vai trò của cái HBA2 trong cái chuẩn đoán thalassemia thể nhẹ. Bình thường thì ở người bình thường thì cái tỷ lệ của HBA2 là từ 1,7 đến 3,2%. Ở beta thalassemia thể nhẹ thì hồi nãy mình có học là nó sẽ tăng những cái kết hợp alpha với những cái còn lại thì sẽ làm cho cái tình trạng HBA2 sẽ xuất hiện hiện diện ở cái tình trạng beta thalassemia. Thì nếu như thể nhẹ thì HBA2 sẽ lớn hơn hoặc bằng 4,7%. Không xác định được khi HBA2 từ 3.2 đến 3.8%. Và nếu như mà HBA2 mà lớn hơn 10% thì mình nên khảo sát có bệnh hemoglobin bất thường kèm theo. Và về cái HBF thì HBF là kết hợp giữa alpha 2 và gamma 2 là xuất hiện sau thai được 8 tuần đến tuần thứ 28, tăng 90% và 10 tuần sau sinh giảm còn 60%. Các trường hợp mà gây nên tình trạng HBF tăng sau khi ra đời đó là bệnh di truyền như là beta thalassemia, beta delta, tồn tại hemoglobin bào thai, hoặc là bệnh mắc phải như có thai sau ghép tủy, suy tủy. Trong bệnh thể trung bình, hoặc thể nặng thì HBF có thể thay đổi từ 10 đến 100%. Đây là cơ chế bù trừ sự dư thừa chuỗi alpha nhằm cải thiện cái tình trạng thiếu máu. Và để chuẩn đoán xác định thì mình cần phải điện di cái hemoglobin. Thì nếu như mà alpha thalassemia thời ẩn là chỉ có tình trạng là thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc thôi, có khi là điện di cũng không phát hiện được bất thường. Đối với alpha thalassemia mà mất thể HBH là mất 3 gen alpha thì HBA sẽ giảm 96%, xuất hiện HBH và có thể là HB constant sprint. Còn mà cái alpha thalassemia mà thể HB bạc là thường trẻ sẽ khó sống sau khi sinh. Về beta thalassemia, nếu mà thể trung bình hay nặng đồng hoặc tử sẽ có tình trạng thiếu máu sớm nặng, gan lách to, thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc, HBA dưới 80% và có sự tăng tỷ lệ của HBF 20 đến 100%. Còn nếu thi chia sẻ màn hình lại thi ơi. Dạ. Mất chia sẻ màn hình lại. Chia sẻ bị mất rồi hả chị? Mất tới đoạn nào ha, có cần em chiếu lại không? Mới alo mất em. Chiếu lại rồi em nói tiếp đi. Đối với beta thalassemia thể nhẹ dị hợp tử thì có thể là có tình trạng không thiếu máu hoặc thiếu máu nhẹ, không có gan lách to, vẫn có thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc, hoặc là điện di HBA sẽ lớn hơn 3,5 hoặc là HBF từ 2 đến 16%. Và nếu như trong những cái trường hợp mà điện di không phát hiện được hoặc là chưa chuẩn đoán xác định thì mình sẽ làm sinh học phân tử để tìm đột biến globin. Nếu như mà mình không làm được cái điện di hemoglobin thì có thể chuẩn đoán thalassemia dựa trên lâm sàng có tình trạng thiếu máu mạng, có gan lách to, biến dạng xương chậm phát triển. Xét nghiệm sẽ có thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc, hồng cầu đa sắc, hồng cầu nhân, bilirubin gián tiếp tăng, sắc, huyết thanh tăng và ferritin tăng. Xét nghiệm cha và mẹ đều có tình trạng hồng cầu nhỏ nhược sắc và tiền sử gia đình có bệnh di truyền không. Và cuối cùng là mình sẽ chuẩn đoán phân biệt thalassemia thiếu sắt hay là do cái tình trạng viêm mạng, như là cái sơ đồ học tiếp cận bệnh nhân thiếu máu dựa trên cái MCV. Thì nếu như mà MCV giảm thì mình sẽ làm tiếp sắt huyết thanh ferritin. Thì trong cái thalassemia thì sắt huyết thanh và ferritin có thể bình thường hay là tăng.
transferrin bình thường hoặc là giảm. Và nhưng mà trong khi đó, khi mà bệnh nhân mà bị thiếu máu thiếu sắt thật sự thì sắt huyết thanh sẽ giảm, ferritin sẽ giảm và transferrin sẽ tăng lên, và cái tình trạng của cái RWU cũng sẽ tăng. Số lượng hồng cầu thì trong thalassemia bình thường hay là tăng, còn thiếu sắt sẽ giảm. Phết máu ngoại biên thì thalassemia sẽ có nhiều cái hình dạng hồng cầu khác nhau. Trong khi thiếu máu thiếu sắt thì ít thấy hồng cầu hình bia và không có hồng cầu hình giọt nước. Còn thiếu máu trong cái tình trạng viêm mạng thì sắt huyết thanh sẽ giảm, ferritin bình thường hoặc tăng, transferrin phải giảm, và mình sẽ tìm nguyên nhân tiềm ẩn của viêm nhiễm hoặc là ác tính. Dạ, phần trình bày của nhóm em đến đây là hết. Dạ, xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, cảm ơn bạn Phương Thi. Dạ. Chắc mình làm luôn cái phần mà chẩn đoán bệnh lý hemoglobin đi. Thật ra cái này là do nhóm cũng hơi hiểu lầm tí xíu. Hồi xưa thì mình chỉ biết đến thalassemia, sau này nhờ những cái công cụ chẩn đoán khác đó là chúng ta phát hiện ra những bệnh lý hemoglobin khác, cho nên nó là cũng gom cái này vô là kỹ thuật chẩn đoán và phân loại bệnh lý hemoglobin, trong đó bao gồm thalassemia luôn. Nhưng mà các bạn tách làm hai bài, nhưng mà thôi thì cũng nhờ vậy cái bài thalassemia các bạn mô tả những đặc điểm lâm sàng rất là chi tiết thì nó cũng phù hợp với cái bộ môn nội của mình là đang học. Giờ chắc nhóm kế tiếp trình bày luôn kỹ thuật chẩn đoán và phân loại bệnh lý hemoglobin đi nha. Tổ ba là gì? Dạ. Em chiếu lên mọi người thấy không ạ? Dạ. Thấy rồi em, mà chưa chiếu từ đầu. Mọi người thấy chưa ạ? Dạ, em là Châu Bình Thạnh, em thay nhóm 3 chuyên khoa 1 và 251 trình bày bệnh hemoglobin. Thì về định nghĩa thì bệnh hemoglobin là sự thay đổi về di truyền trong gen globin gây ra sự thay đổi protein globin dẫn đến hemoglobin bị thay đổi cấu trúc. Ví dụ như là hemoglobin S gây ra tế bào hình lềm hoặc là giảm sản xuất chuỗi globin gây ra bệnh thalassemia. Để duy trì được sự sống thì phải được sự trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong tế bào. Oxy đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động này. Nhờ hồng cầu trong hệ tuần hoàn mà hoạt động vận chuyển oxy tới và lấy oxy CO2 đi ra khỏi tế bào được diễn ra liên tục. Hemoglobin là protein chiếm ưu thế trong hồng cầu, chịu trách nhiệm vận chuyển oxy và carbon CO2 giữa phổi và các mô. Cấu trúc phân tử hemoglobin bình thường thì gồm hai chuỗi alpha và hai chuỗi beta kết hợp với 4 nhân hem chứa sắt. Mỗi chuỗi globin được sự kiểm soát di truyền khác nhau. Trình tự gen của locus alpha globin nằm trên nhiễm sắc thể 16 và beta globin nằm trên nhiễm sắc thể thứ 11. Ở mỗi giai đoạn thai nhi trưởng thành thì các loại tetramer hemoglobin được sản xuất ở từng vị trí chỉ định. Tổng hợp globin như trên đã nói, globin là chuỗi polypeptide, tức là một chuỗi protein đơn, là sản phẩm của một gen. Mỗi globin là sản phẩm của một gen nên có hai họ gen globin, trong đó là họ gen alpha và họ gen không phải alpha. Họ gen alpha thì gồm gen alpha và zeta nằm trên nhiễm sắc thể thứ 16. Trên một nhiễm sắc thể có hai gen alpha, một gen zeta. Ngoài ra thì có nhiều gen giống alpha mà đến nay thì vẫn chưa biết được chức năng. Như vậy thì trên người bình thường thì có 4 gen alpha và 2 gen zeta. Ở họ gen không alpha thì gồm có gen beta, delta và gamma, epsilon. Các gen này thì nằm trên cánh ngắn nhiễm sắc thể thứ 11. Ở bình thường thì mọi cơ thể đều có đủ các gen globin trên.
nhưng ở tùy theo giai đoạn phát triển thì khi hình thành phôi và các gen hoạt động khác nhau để tạo nên các loại huyết sắc tố. Từ tuần lễ thứ 3 thì để cung cấp oxy cho phôi, quá trình sinh máu xuất hiện với các hồng cầu khổng lồ. Còn nhân là nơi sinh máu ban đầu, là các túi noãn hoàng, thì các gen zeta và epsilon được hoạt động tạo huyết sắc tố GAVR1. Ngay sau đó thì các gen alpha và gamma cùng hoạt động, nên có các huyết sắc tố GAVR1, GAVR2, HBF là hai chuỗi alpha và gamma cùng tồn tại trong hồng cầu. Tiếp đó là đến tuần thứ 32, do hai gen alpha và gamma hoạt động mạnh trên HBF. Hai chuỗi alpha và gamma là chủ yếu. HBA đã có nhưng chỉ chiếm khoảng dưới 10%. Sau khi sinh thì HBF giảm dần, nhường chỗ cho HBA. Thì ở người trưởng thành thì hemoglobin A là chiếm ưu thế. A2 thì chiếm khoảng 2 chiếm hemoglobin A thì chiếm từ 95 đến 98%. Còn A2 thì chiếm 2 đến 3%. Thì từ sau khi sinh thì hemoglobin F thì chỉ chiếm ngưng sản xuất, nên nhường chỗ cho hemoglobin A, nên chiếm tầm 1 đến 2% ở người trưởng thành. Thì nó sẽ tăng ở một số bệnh rối loạn về sản xuất hemoglobin F. Các dạng hemoglobin bất thường thì là một dạng biến thể của hemoglobin thường được di truyền và có thể gây rối loạn về máu, thì là bệnh huyết sắc tố. Ngày nay thì người ta phát hiện hơn 1.000 biến thể, mà có 3 loại thường gặp nhất là hemoglobin S, C và E. Thì hemoglobin S thì hay còn gọi là thiếu máu hồng cầu hình liềm, thì bệnh di truyền trên nhiễm sắc thể thứ 6 do axit glutamate biến thì thay thế thành valine, tạo hồng cầu hình liềm, làm cứng đơ tắc nghẽn các mạch máu nhỏ, giảm lưu thông và cung cấp oxy, đồng thời rút ngắn thời gian sống của hồng cầu. Chức năng hồng cầu suy giảm, làm giảm lưu thông máu, giảm cung cấp oxy, rút ngắn thời gian sống của hồng cầu. Thì triệu chứng lâm sàng thường gặp thì là tắc nghẽn mạch máu, thiếu máu tán huyết nhẹ mãn tính và rối loạn đông máu. Thì dạng đột biến một chuỗi beta thường không gây các triệu chứng đáng kể, trừ khi là nó sẽ kết hợp với những đột biến hemoglobin khác, chẳng hạn như là hemoglobin C hoặc là beta thalassemia. Thì HBS thường xuất hiện phần lớn ở những người Mỹ gốc Phi. Hemoglobin C thì khi axit glutamate ở vị trí số 6 của chuỗi beta bị thay thế bằng lysine thì tạo thành hemoglobin C. Có khả năng làm vận chuyển oxy mà không thực sự làm giảm khả năng vận chuyển oxy, và thường gây bệnh thiếu máu tán huyết. Bệnh cảnh lâm sàng thì thiếu máu tán huyết mãn tính, mức độ trung bình, thường có thể là không triệu chứng ở đột biến một chuỗi beta, thiếu máu nhẹ, lách to nhẹ đến mức độ trung bình nếu đột biến hai chuỗi. Ở vị trí số 26 thì khi axit glutamate của chuỗi beta bị thay thế bằng lysin thì hình thành nên hemoglobin E, đột biến liên quan đến chủ yếu ở vị trí địa lý vùng Đông Nam Á và tần suất khoảng lên đến 60%. Do hiện tượng mà di dân thì hầu như là khắp nơi trên thế giới ta đều phát hiện bệnh này. Bệnh hemoglobin E dị hợp tử hầu như không có biểu hiện lâm sàng, trừ khi là nó kết hợp với một cái đột biến khác, chẳng hạn như beta thalassemia. Xét nghiệm thì mình phát hiện hồng cầu nhỏ nhược sắc, HBE chiếm 20-40%. Bệnh HBE đồng hợp tử thì lâm sàng có thiếu máu nhẹ. Xét nghiệm hồng cầu nhỏ nhược sắc, hemoglobin trên 100g trên decilit, trên lít. Điện di hemoglobin không có, hemoglobin A hầu như là chiếm đa số là HBE, hemoglobin E.
Còn các dạng hemoglobin ít phổ biến hơn thì là hemoglobin F do thai nhi sản xuất, hoặc là HbFH di truyền huyết sắc di truyền của hemoglobin thai nhi. Hemoglobin H thì phát triển ở những người bệnh alpha thalassemia. Hemoglobin bạc thì phát triển ở thai nhi bệnh alpha thalassemia. Thì HB hemoglobin F thì thành phần gồm hai chuỗi alpha và hai chuỗi gamma. Đặc điểm chính là vận chuyển oxy hiệu quả trong môi trường oxy thấp. Hemoglobin S giảm mạnh sau khi sinh, tăng trong một số rối loạn bẩm sinh. Thường tăng ở những người bị thiếu máu hồng cầu hình liềm và hoặc là kết hợp với bệnh beta thalassemia. Những người mắc bệnh hồng cầu hình liềm thì có tăng HbF thường bị bệnh nhẹ. Vì hemoglobin F ức chế sự hình thành hồng cầu. Di truyền của huyết sắc tố thai nhi thì thành phần đây không phải là dạng mất cân bằng chuỗi alpha như đặc trưng bởi mức độ sản xuất dư thừa chuỗi gamma, gamma globulin. Đặc điểm chính thì một nhóm các rối loạn di truyền, trong đó thì hemoglobin F được tăng lên và không có dấu hiệu, hoặc là đặc điểm lâm sàng là của một cái bệnh thalassemia. Hemoglobin H thì gồm 4 chuỗi beta và do thiếu sản xuất chuỗi alpha. Đặc điểm chính thì mỗi một chuỗi beta bình thường nhưng mà không, nhưng lại không hoạt động bình thường. Nó tăng ái lực với oxy, bắt giữ oxy thay vì giải phóng các oxy vào mô và tế bào. Thì hemoglobin H thì liên quan đến sự phá vỡ đáng kể các tế bào hồng cầu trong bệnh tan máu, vì nó không ổn định mà có xu hướng hình thành các cấu trúc rắn trong các tế bào hồng cầu. Mặc dù thì người mắc bệnh hemoglobin H thường bị thiếu máu nhưng triệu chứng không đáng kể ở những người này. Hemoglobin bạc thì phát triển ở những bệnh thai nhi, bệnh alpha thalassemia, gồm protein chuỗi gamma thay thế khi thiếu chuỗi alpha. Đặc điểm chính thì hemoglobin bạc được phát hiện thì thường biến mất sau khi sinh và vì sự sản xuất của chuỗi gamma bị suy giảm. Nếu một đứa trẻ mà có lượng hemoglobin bạc lớn thì nó thường bị bệnh huyết sắc tố H, mất 3 gen của chuỗi alpha. Các thai nhi bị mất 4 gen thuộc dạng phù thai thường không sống sót nếu được truyền máu và cấy, nếu không được truyền máu và cấy ghép tủy xương. Hemoglobin bạc có ái lực cao với oxy và không thể phân ly oxy cho mô. Các dạng hemoglobin bất thường kết hợp do thừa hưởng hai gen bất thường khác nhau từ bố và mẹ thì có bệnh, trong đó có các bệnh là hemoglobin SC, tế bào hình liềm, bệnh hemoglobin D, hemoglobin E và beta thalassemia, hemoglobin S và beta thalassemia. Về các xét nghiệm chẩn đoán thì chủ yếu là mình làm công thức máu, đánh giá các thông số bạch cầu hồng cầu, hemoglobin, HCT, MCV, MCH, MCHC, phết máu ngoại biên, điện di hemoglobin, xét nghiệm di truyền học. Phết máu ngoại biên là phết máu mỏng được quan sát dưới kính hiển vi để đánh giá các chỉ tiêu của hồng cầu. Thì mình trên cái kính hiển vi thì mình quan sát thấy thì nếu mà hồng cầu mà nhỏ hơn bình thường thì phân loại là myocytic nhẹ hơn bình thường thì là hypochromic, thay đổi kích thước và hình dạng. Ví dụ các tế bào hình liềm có nhân và
có, nếu mà mình quan sát vào hồng cầu có nhân thì các tế bào có nhân thì không bình thường trong hồng cầu trưởng thành. Có sự phân bố huyết sắc tố không đồng đều, tạo ra các tế bào đít không giống như, trông giống như mắt bò dưới kính hiển vi. Yeah, tỷ lệ tế bào hồng cầu trong bất thường càng lớn thì khả năng rối loạn tiềm ẩn càng cao. Trong điện di hemoglobin thì để phát hiện các thành phần hemoglobin bình thường hay bất thường, về nồng độ của chúng là bao nhiêu trong máu, nhờ đó chẩn đoán được các bệnh liên quan. Về nguyên lý thì các phân tử tích điện sẽ hòa tan hay phân tán trong chất điện giải có dòng điện đi qua. Một số phương pháp điện di hemoglobin hiện tại thì điện di hemoglobin bằng điện di mao quản, điện di bằng phương pháp điện di sắc ký lỏng áp suất cao. Thì trong điện di hemoglobin bằng điện di mao quản, bằng điện di mao quản thì điện di mao quản là phương pháp mà điện di hemoglobin tự động. Các mẫu hemoglobin được phân tách nhanh chóng và độ chính xác cao. Về nguyên lý thì khi thành phần các axit amin thay đổi tạo nên các hemoglobin bất thường thì các hemoglobin này tạo hệ có sự khác biệt rất lớn về điện tích trên bề mặt phân tử. Trong môi trường pH kiềm, các phân tử hemoglobin tích điện âm và sẽ di chuyển về cực dương dưới tác dụng của dòng điện một chiều. Về ưu điểm thì cho ra kết quả chính xác và rất nhạy, đo được cả những loại hemoglobin có tỷ lệ rất ít như hemoglobin F và A2. Điện di bằng điện di mao quản thì nhận định kết quả sau khi phân tích máy sẽ cho ra kết quả và các loại hemoglobin phân tích được và các tỷ lệ phần trăm hemoglobin này. Bình thường thì ở huyết sắc tố người bệnh trưởng thành bình thường thì hemoglobin A1 thì sẽ chiếm lớn hơn 96%, A2 dưới nhỏ hơn 4%. Ở trẻ dưới 1 tuổi thì sẽ có hemoglobin S nhỏ hơn 1%. Khi có các rối loạn tổng hợp hemoglobin này thì có thể thấy tăng hoặc giảm hoặc mất một vài thành phần hemoglobin bình thường, kết hợp với xuất hiện các thành phần hemoglobin mới, ví dụ như hemoglobin B, hemoglobin H và E. Kết quả điện di, phương pháp điện di mao quản phát hiện được 6,1% hemoglobin A2, hemoglobin F là 0,9% và hemoglobin A là 93%. Điện di hemoglobin bằng kỹ thuật mao quản tách HbA ra khỏi hemoglobin A2. Thì đây là hình ảnh về các hệ thống máy điện di mao quản tự động ở bệnh viện truyền máu huyết học. Thì điện di hemoglobin bằng phương pháp điện di sắc ký lỏng áp suất cao thì về nguyên lý thì sử dụng bơm để đẩy dung môi lỏng dưới áp suất từ 50 đến 350 bar trong môi trường dung môi được chia làm hai pha, để pha động chứa hỗn hợp mẫu xét nghiệm, còn cọc sắc ký rắn được gọi là pha tĩnh. Mỗi thành phần trong xét nghiệm có sự tương tác khác nhau với các chất hấp thụ có chứa trong cọc sắc ký, dẫn đến tốc độ dòng của các thành phần này là khác nhau. Khi đó thì các thành phần này sẽ được tách riêng và sau khi sẽ chảy ra khỏi cọc. Ưu điểm thì cho kết quả và độ nhạy chính xác cao. Đây là hình ảnh các máy đo, hình ảnh kỹ thuật đo điện di sắc ký lỏng áp suất cao ở bệnh viện truyền máu huyết học. Thì điện di hemoglobin được chỉ định trong những trường hợp nào? Thì đánh giá thì trường hợp thiếu máu tán huyết không giải thích được, thiếu máu hồng cầu nhỏ không liên quan đến thiếu sắt, bệnh lý mãn tính hoặc ngộ độc chì, vết máu ngoại biên phát hiện hồng cầu bất thường, sàng lọc trước sinh dương tính.
test sàng lọc hồng cầu liềm, bệnh HB, hemoglobin HE dương tính, tiền sử gia đình có bệnh lý hemoglobin, những người đang có dự định kết hôn mắc một số bệnh về hemoglobin. Xét nghiệm này giúp họ tầm soát khả năng di truyền bệnh lại cho con và quyết định có thích hợp có mang thai hay không. Về xét nghiệm di truyền thì xác định các đột biến trong các gen sản xuất chuỗi alpha và beta globin. Nghiên cứu phả hệ có thể đánh giá tình trạng gen bệnh và các loại đột biến xuất hiện ở các thành viên khác trong gia đình. Trình bày của nhóm em đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô và mọi người đã nghe. Cảm ơn bạn Châu Bình Thạnh. Các bạn cũng đã nghe qua hai phần trình bày ha. Thì chắc là sau qua hai phần trình bày các bạn thấy rõ hơn cái bức tranh rồi ha. Bệnh lý hemoglobin thì trong đó có những cái thay đổi về hemoglobin cho nên dẫn đến bệnh thalassemia và một số bệnh lý khác. Thì giải lao xíu là hỏi câu hỏi vui ha. Một bạn Châu Bình Thạnh là sinh ra Bình Thạnh hay sao mà tên Châu Bình Thạnh nha? Dạ không, em sinh ra ở Tây Ninh cô ơi. À vậy hả? Dạ. Sao mà lấy được tài liệu mà hình ảnh của lên trang web của Bệnh viện Truyền máu học lấy hình ảnh xuống hả? Hay là đã từng thực tập qua đó? Dạ, lấy tài liệu ở trên mạng xuống đó cô. Cũng có tìm hiểu ha. Rồi bây giờ mời các bạn trong lớp đi, các lớp khác nữa đặt câu hỏi. Các bạn nào đặt câu hỏi thảo luận gì thêm không? Đặt câu hỏi cho báo cáo viên hay là đặt câu hỏi cho cô? Bạn Vi là làm ở bệnh viện nào, khoa nào? Phương Vi còn đó không hay ra rồi? Phương Thi. Dạ em làm ở khám cô. Làm ở bệnh viện Bình Chánh hả? Dạ. Ở khoa nào em? Dạ là ở khoa khám bệnh ạ. Cũng đang căng thẳng thôi, mình tránh chống dịch cũng căng thẳng mà. Trường cũng mới nhận được cái công văn bên Bình Chánh yêu cầu hỗ trợ người. Thì còn bạn Bình Thạnh là làm ở khoa nào, bệnh viện nào? Dạ em làm khoa hô hấp bệnh viện Nguyễn Trãi coi. Còn chỗ lại Phương Giao luôn hả? Dạ đúng rồi con. Có trải nghiệm mua F0 chưa? Dạ chưa cô ơi. Nghe bệnh viện đó cũng nhiều F0 lắm. Dạ khoa em nhiều lắm cô ơi. Khoa em thì ba khoa dính nghe nói nó cũng trên cả trăm người đó rồi. Ai F0 cũng ở tại bệnh viện luôn chứ đâu có về hả? Sao đi dạ, nước hả? Dạ đúng rồi, giờ ra khách sạn ở luôn cô ơi. Bệnh viện trả tiền hay tự trả? Dạ này người ta cho ở miễn phí tài trợ luôn. Vậy cũng tốt. Về nhà sợ lây cho gia đình phải không? Đúng rồi cô ạ. Thì thôi nếu mà các bạn không có câu hỏi gì hay cho cô đặt cái câu hỏi cho nhóm. Và các bạn của các lớp khác có trả lời được thì trả lời. Bây giờ thì các bạn nghe được phần trình bày về bệnh lý hemoglobin và bài thalassemia các kỹ đường chẩn đoán. Vậy thì các bạn cho câu hỏi trong cái hai phần trình bày, nếu mà tích hợp lại thành một thì nó sẽ rõ ràng hơn. Nhưng mà tách ra hai phần rồi thì cho câu hỏi luôn là nếu mà một cái bệnh lý hemoglobin khác và thalassemia, vậy thì ở huyết đồ có khác nhau hay không? Phân biệt hai cái loại này bằng cách nào? Các bạn trả lời được câu hỏi đó là cái ban đầu đó. Giờ thấy cái bệnh lý hemoglobin hay là các bạn tả về thalassemia, các bạn cũng có làm thấy cũng các loại xét nghiệm giống nhau á. Thì bây giờ là ở cái bước nào thì các bạn phân biệt được các loại bệnh lý hemoglobin hay là thalassemia? Ở kỹ thuật nào thì bắt đầu phân biệt được? Bạn nào trả lời được thì cứ trả lời nha. Dạ cô, em nghĩ là chắc là ở kỹ thuật điện di hemoglobin để mình phân biệt. Còn có huyết đồ phân biệt được hai loại này không? Dạ ở huyết đồ ha, thì chắc là không, tại vì mình chỉ quan sát được tế bào thôi chứ mình đâu có nhìn vô được đến phân tử của nó.
Rồi, chính xác luôn, cảm ơn bạn. Dạ. Thì cái này thì cũng ở cái này tất cả cái hồi xưa á, mình chỉ phát hiện ra gọi là thalassemia, mình đánh giá nó là gọi là khiếm khuyết hồng cầu, cho nên nó là cái tên đầu tiên là thalassemia. Tới biết sau đó đi vào cái phân tích sâu thì sau này người ta phát hiện thalassemia thì là có hai thể alpha beta, rồi sau lại lại kết hợp, ngoài alpha beta lại kết hợp thêm những cái dạng bất thường khác nữa, cho nên mới sau này người ta mới dùng chung gọi là bệnh lý hemoglobin chứ không phải là còn là thalassemia đơn thuần không. Thì đối với cái bệnh lý hemoglobin á, thì sẵn thì cũng nói luôn cho các bạn á, thì người ta phân biệt có hai cái loại. Một cái loại là bệnh lý hemoglobin do thay đổi về cái số lượng chuỗi globin, giống như nãy giờ bạn Phương Thi có nói là giảm alpha, giảm tạo alpha hay là tăng, thì cái đó, đó là do giảm hoặc là do không tổng hợp một chuỗi globin á, thì nó sẽ tạo nên bệnh lý alpha thalassemia hoặc beta thalassemia, tức là thay đổi về số lượng. À, còn cái dạng thứ hai tức là thay đổi về chất lượng cái chuỗi globin, thì có thể kết hợp hoặc là đơn thuần beta thalassemia hoặc alpha cũng có thể kết hợp thêm cái thay đổi về chất lượng ngoài thay đổi số lượng là những cái biến thể hemoglobin khác như là hemoglobin S, C hoặc là E. Thì về cái đó là cái về cái định nghĩa chung về bệnh lý hemoglobin. Còn về mà cái sinh lý hay là về cái phân tích về cái gắn kết với lại di truyền học hay là gen á, thì nãy bạn Phương Vi cũng trình bày rất là kỹ rồi ha. Thì cô cũng muốn nói thêm với các bạn á, là các bạn phân loại cái bệnh lý á, như nãy Phương Vi cũng đã từng nói qua, chúng ta có hai từ cái chỗ mà phân biệt từ cái số lượng hay là chất lượng. Thì chúng ta cũng có hai cái loại, một cái loại là hội chứng thalassemia bao gồm alpha beta, và một cái loại thứ hai là gọi là bệnh lý thay đổi cấu trúc với chuỗi. Thì với chỗ mà vấn đề mà hồi nãy cái triệu chứng á, cái triệu chứng mà thalassemia á, bạn Phương Thi cũng trình bày rất là chi tiết dàn trải. Tuy nhiên thì cô cũng muốn nhấn mạnh thêm cho các bạn ở chỗ này là mình có những cái nhóm triệu chứng chính. Ví dụ như là do cái chuyện mà thừa chuỗi globin alpha đó, cho nên là mình gọi là bệnh beta thalassemia, thì nó có cái sự là phá hủy tiền thân hồng cầu trong cái tủy xương, cho nên là tạo hồng cầu không hiệu quả là cái đặc điểm chúng chính. Do cái việc mà tạo hồng cầu không hiệu quả này á, thì nó sẽ dẫn đến tăng hấp thu sắt, tăng hấp thu sắt cho nên dẫn đến cái chuyện quá tải sắt. Song song với chuyện mà tạo hồng cầu không hiệu quả cho nên tăng thu sắt dẫn đến quá tải sắt đó, thì cái hiện tượng quá tải sắt đó còn do cái nguyên nhân khác nữa là nguyên nhân truyền máu. Khi mà bệnh thalassemia thì thiếu máu cho nên truyền máu, cho nên là cái lượng mà hồng cầu từ bên ngoài vào, đồng thời là cũng cung cấp sắt thêm nữa, cho nên nó là thường thường khi mà truyền máu như vậy thì các bác sĩ thường hay cho kèm gọi là cái chất thải sắt đó để kèm theo. Tuy nhiên thì do cái hậu quả của việc truyền máu thì nó cũng có thể dẫn đến một cái hậu quả lâu dài cho ở những người bệnh lý thalassemia là gan lách to. Nói chung là nó có sự liên đới giữa cái bệnh sinh của cái chính cái bệnh này và của hậu quả của một cái việc khác nữa. Ví dụ như gan lách to do cái việc mà truyền máu trong thời gian dài quá tải sắt, nhưng đồng thời gan lách to này cũng giống như nãy lý do của Phương Vi đã giải thích đó, là do cái chuyện mà tạo máu ngoài tủy, cho nên do gọi là cái chuyện thiếu máu cho nên nó là giảm oxy mô dẫn đến tăng EPO, cho nên tạo máu ngoài tủy sẽ dẫn tới mà gan lách to luôn. Cái cơ chế bệnh sinh của nó là như vậy, là coi như là nãy giờ mình nói tạo hồng cầu không hiệu quả ha, quá tải sắt ha. Còn cái việc mà tán huyết mạng nữa, tán huyết mạng thì do cái việc mà tạo hồng cầu không hiệu quả là cái hồng cầu đó coi như là không đảm bảo được cái chức năng vận chuyển oxy cho cơ thể mình, cho nên dễ cái hồng cầu đó cũng không phải là cũng như kiểu hồng cầu chưa không có phải hồng cầu một cái hồng cầu chuẩn, cho nên khả năng gây tán huyết. Mà cái tình trạng tán huyết này nó không phải rầm rộ như là cũng như là truyền máu bị tán huyết hoặc tai biến truyền máu, mà cái này nó diễn ra âm ỉ, cho nên là cái tình trạng tán huyết mãn này, cho nên là tán huyết mãn, cho nên có hồng cầu nhưng mà hồng cầu đó không đảm bảo được chức năng sẽ dẫn đến thiếu máu. Đó là một số điểm chính trong cái cơ chế bệnh sinh của thalassemia mà cô muốn nhấn mạnh thêm cho các bạn.
Còn những cái triệu chứng khác như nãy là vàng da, sỏi mật thì đó hình cho nó là cái một cái biến chứng của cái việc mà tán huyết mãn thì mình sẽ dẫn đến tăng bilirubin thì sẽ dẫn đến vàng da, sỏi mật, nó dẫn đến đó. Nhưng mà nó cái cực chế chính của nó để mình nhớ là tạo hồng cầu không hiệu quả, tán huyết mãn và quá tải sắt, ba yếu tố này các bạn nhớ. Các bạn có câu hỏi gì thêm không? Còn về phần trình bày của cái chỗ bạn Bình Thạnh á, trong cái phần mà kỹ thuật điện di hemoglobin thì bạn cũng nói được hai cái kỹ thuật mà hiện đại hiện nay làm và ở bệnh viện máu đều có hai trang bị hai hệ thống tự động này hết. Tuy nhiên á thì cô vẫn thiên về cái mà điện di trên mao quản, bởi vì cái hình ảnh của nó rất là rõ ràng và nó tách được những cái đỉnh hemoglobin ra rất là rõ, những cái biến thể của hemoglobin ra luôn, và những cái nó có những cái biến thể mà ở Việt Nam mình nó thì ít thấy, nhưng mà nếu mà ở mẫu hồng cầu của người nước ngoài thì nó phân tách được những cái biến thể lạ. Thì nói thêm về cái nguyên tắc điện di của là giống như là nó dựa vào cái điện tích của các chất á, thì nó sẽ di chuyển về những cái điện cực trái dấu, cho nên nó sẽ tách ra làm thành những cái đỉnh của những cái loại hemoglobin khác nhau. Các bạn còn muốn trao đổi gì thêm không trong cái chuyên đề hôm nay? Không có đặt câu hỏi gì hả? Ít ra không đặt câu hỏi, dạ. Em được mấy điểm hay gì không? Dạ, cô em có một cái câu hỏi về cái bệnh HBE được không cô? Rồi, em cứ nói em. Dạ, hồi đó khoảng lúc mà em học Y5 của cô thì có học về cái HBE. Thì cái HBE người ta cũng phân loại nó là một cái dạng của beta thalassemia. Thì em cũng tìm tài liệu thì nói chung là nó cũng không có phân rõ ràng. Dạ, thì cô có thể nói cho em thêm được về cái phân loại giữa bệnh HBE và cái beta thalassemia được không cô? Trên triệu chứng là cái loại bệnh lý hemoglobin này đó, triệu chứng mà em thường thấy nhất vẫn là thiếu máu. Và người ta chỉ phân định giống như hồi nãy chỉ nói là ở đến mức độ mà điện di hemoglobin đó, thì lúc đó người ta mới phân tách được cái này là dạng beta thalassemia và hay là bệnh lý hemoglobin ơ. Hoặc là có thể là kết hợp cả hai, nhưng mà trên triệu chứng lâm sàng thì thật sự là không có dấu hiệu gì khác nhau. Còn nói dạ, về cảm đến mà rồi em nói tiếp. Không em đọc cảm ơn cô ạ. Thì cô nói là về lâm sàng đó, em nhìn thấy một cái bệnh cảnh thiếu máu á, thì giống như hồi nãy cái bạn nào nói là nếu mà không có điện di được á, thì phân tích bằng cách phân biệt thiếu máu như thế này á, thì cô nói là cái chuyện đó là rất là tương đối. Bây giờ là mình phải dựa vô cái công cụ chẩn đoán, mình không chỉ dựa vào cái hình ảnh trên huyết đồ, hoàn toàn không có phân biệt được các loại này, alpha hay là beta cũng không có thể nào mà phân định rõ ràng, chẩn đoán rõ ràng trên cái dấu cảnh lâm sàng. Và điện di bây giờ là một cái phương tiện là bắt buộc thì mới phân định ra được. Mà có đôi khi là những cái điện di là nó hình ảnh không rõ ràng, là mình phải bước tới là mình xét nghiệm. Mà ở đây là trong cái bài của bạn ghi là xét nghiệm di truyền học thì không đúng thôi nha, phải xét nghiệm gen. Chứ còn phân tích nhiễm sắc thể do này thì mình không thấy được ở mức độ gen luôn. Ở đây là làm gen luôn. Trong cái bệnh lý trên đây phần này bạn này trình bày cũng có nói nè, ngày đến giai đoạn điện di thì mới phát hiện được, chứ còn bên kia là trên lâm sàng em có gặp cái ca nào thalassemia chưa? Thấy có các bệnh viện khác thì ít gặp đúng không? Một cái nữa là trong cái phần khuyến cáo của các bạn trong cái phần bệnh lý hemoglobin á, thì các bạn có nói đến vấn đề tầm soát trước khi kết hôn.
cái chuyện này là một có một cái chương trình luôn á, là xét nghiệm giống như để tìm ra những cái thể ẩn á, rồi tầm soát, rồi tư vấn hôn nhân gia đình. Nhưng mà thực tế cái này là nó một cái vấn đề của xã hội. Tại vì nếu mà xét nghiệm ra thì tư vấn người ta như thế nào? Chỉ có vấn đề là không thể nào tư vấn với người ta là chia tay nhau, không kết hôn, mà chỉ có thể tư vấn là không nên có con, chọn giải pháp con nuôi. Nhưng mà ở trong xã hội Việt Nam mình thì cũng khó tư vấn về cái vấn đề đó. Người ta đặt kết hôn rồi thì người ta lại muốn có con. Cho nên nó nhiều tình trạng là không mọi người không có xét nghiệm trước, không có xét nghiệm trước khi kết hôn. Đa phần là ở Việt Nam mình vẫn không có làm cái động tác xét nghiệm trước. Có nhiều trường hợp khi người có đứa con mà bị thalass rồi thì mới đi làm xét nghiệm. Mới bác sĩ mới tư vấn ra xét nghiệm của cả gia đình đó, thì phát hiện ra là cha mẹ đều dạng thể ẩn, cho nên ở một đứa con biểu hiện ra là bệnh thalassemia, và một đứa con khác cũng dạng thể ẩn luôn. Ra trong tương lai á, là những đứa con mà dạng thể ẩn á, là nếu mà muốn kết hôn thì cũng phải xét nghiệm đó. Cho nên á, là cái việc mà tư vấn hôn nhân gia đình mà xét nghiệm tầm soát á, là trong cái bài các bạn đề cập rất là hay mà đúng luôn là chiến lược, nhưng mà mình chưa thực hiện hiện tại. Thế là cũng khen cho bạn là cũng có đọc tham khảo tài liệu về cái vấn đề này. Dạ cô, cho em hỏi hiện tại cô là những cái trung tâm nào thì có thể làm được cái chuyện mà tìm được cái thể ẩn đó cô? Xét nghiệm gen. Dạ. Bây giờ chỉ có cách xét nghiệm gen thôi. Còn điện nhiên hemoglobin thì chỉ để chuẩn đoán phân loại bệnh lý hemoglobin là loại gì thôi. Xét nghiệm gen đó thì ở bệnh viện Truyền máu huyết học có làm, ở bệnh viện Từ Dũ có làm. Đa phần các bệnh viện phụ sản đều có làm xét nghiệm gen hết. Cho cả cha mẹ con đều có hết. Ở bệnh viện ở phòng khám Đại Phước cũng có làm. Đó một số cái cô biết, còn có thể nhiều hơn nữa chỗ khác nữa thì cô không có nghe thông tin lắm. Ở bệnh viện Từ Dũ là chỗ bác sĩ Nguyễn Khắc Phương Hoang á, thì bác Phương Hoang cũng học về sinh học phân tử ở bên Úc về triển khai cái đó. Còn ở bệnh viện Truyền máu huyết học hiện giờ là khoa di truyền học phân tử do tiến sĩ Sinh phụ trách. Để ra các bạn cũng được đi thực hành bên huyết học 1 hay 2 tuần gì đó cô nhớ đúng không? Vì dù về vụ dịch thành ra chưa đi học đúng không? Dạ đúng rồi. Chương trình Nội Tâm Quát mỗi lần là cô giảng ở ngay tại bệnh viện luôn, mà sau năm nay thành ra học online rồi, nhớ rồi. Các bạn có câu hỏi gì thêm không? Các bạn có đặt hàng được mấy điểm không? Các bạn nào tham gia chống dịch không? Trong cái nhóm này nè, nhóm chuyên đề này nè, ngoài ba bạn nãy giờ biết là ở bệnh viện đó rồi, còn bạn nào tham gia chống dịch nữa không? Dạ tổ em là tham gia chống dịch hết luôn á cô. Tổ Bình Thạnh tham gia chống dịch hết. Đây nè, Trùng Dương nè, đang làm bệnh viện nào nè? Dạ em đang ở bệnh viện An Bình, bệnh viện Covid cô. Bệnh viện An Bình hả? Dạ An Bình đang làm chăm Covid cô. Rồi Lê Hồ Lê Bá Đạt. Dạ em cũng làm ở bệnh viện An Bình luôn cô. Em đang điều trị Covid luôn cô. Rồi bệnh An Bình, biết bác sĩ Hải, bác sĩ Lý An Bình không? Dạ bác sĩ Tô Phước Hải hả cô? Đúng rồi. Dạ bác sĩ Hải đang làm trưởng khoa. Bác sĩ Hải, bác sĩ Lý An Bình cũng học chuyên